Kuka gây sai sót gì mà phải lên tiếng xin lỗi Ngọc Thanh Tâm sau một lễ trao giải? Ngay sau một lễ trao giải, Kuka đã lên trang cá nhân gửi lời xin lỗi đến Ngọc Thanh Tâm khiến khán giả không biết người đẹp làng hài đã gây ra sai sót gì. Đầu năm là thời điểm rất nhiều lễ trao giải được tổ chức để tổng kết lại năm qua trong showbiz, ghi nhận những dấu ấn nỗ lực của các nghệ sĩ. Sau khi làm khách mời trao giải trong một sự kiện mới diễn ra, Kuka đã lên trang cá nhân để nói lời xin lỗi tới Ngọc Thanh Tâm và ekip làm phim Thạch Sanh Lý Thanh. Nữ diễn viên cúi đầu xin lỗi, thừa nhận cô không biết đã đọc sai tên phim nên cứ tỉnh queo. Đến khi xuống dưới, khán giả nhắc nhở thì Kuka mới biết mình nói nhầm. Kuka cũng mong Ngọc Thanh Tâm là diễn viên chính kim nhà sản xuất của Thạch Sanh Lý Thanh sẽ không giận mình vì phút nhầm lẫn này. Sau khi Kuka có bài đăng xin lỗi tha thiết, khán giả đã tìm lại khoảnh khắc nữ diễn viên lên sân khấu trao giải cho phim và hóa ra Kuka đọc nhầm thành Thạch Sanh Lý Thông. Netizen cho rằng sai sót của Kuka có thể thông cảm và bỏ qua được, vì truyện cổ tích Thạch Sanh Lý Thông quá quen thuộc với mọi người, nên Kuka có thuận miệng đọc theo thói quen cũng là chuyện dễ hiểu. Chưa kể các nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu cũng rất run và căng thẳng, nên càng dễ gặp sai sót chứ không riêng gì Kuka. Chẳng hạn như Harry Won từng đọc tên Châu Bùi lên nhận giải thời trang nhưng lại kéo dài từ Bùi khiến mọi người nghe nhầm sang một từ nhạy cảm. Diễm My 9X khi thử sức chương trình ở giải thưởng HTV đã giới thiệu bạn dẫn chung rằng anh Đại Nghĩa là MC hội tụ đủ các yếu tố cầm kỳ thi họa, nhưng lại nói nhiều cụm từ hội tụ đủ khiến cô phải bụng miệng đầy bối rối. Hoặc Nhan Phúc Vinh đã từng bị khách mời gọi sai tên thành Phan Phúc Vinh trong một lễ trao giải cánh diều vàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.